Giao Giao là một nữ học bá xinh đẹp và ngây thơ, thế nhưng bạn của cô ấy lại là một cô bé mê đọc truyện người lớn, đến mức nghiện ngập và có đầu óc đen túi. Thế là cô bạn đã cho Giao Giao đọc bộ truyện 18 cộng. Trời ơi, cái đó cái đó cái đó. Ôm hun, Giao Giao trong sáng đến mức chưa từng nắm tay một người đàn ông. Thế mà, khi cô ấy hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, được người bạn thân nhất của cô cho đọc một bộ truyện 18 cộng, mặt cô đỏ bừng tim đập mạnh và mũi chảy máu. Thế nhưng trước mặt bạn thân, cô trả lời một cách dứt khoát, khổ cuốn sách này viết quả thật cũng là bình thường về những cảnh khiến người khác phải chảy máu mũi như cậu nói đó dẫu sao tai nghe không bằng mắt thấy vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới có cảm giác ai có thể ngờ ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy lại đang ở một nơi xa lạ thế là cô nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát gần đó chú ơi giúp cháu tuy nhiên sau khi kiểm tra mọi thứ dựa trên thông tin cô ấy cung cấp họ lại xác nhận rằng tư liệu tô giao cung cấp không có thật còn số điện thoại của bà ngoại mà tô giao cung cấp là của một chàng trai cô ấy lập tức hóa đá cô không thể tin vào những gì mình nghe cháu đứng nhất toàn trường trong kỳ thi đại học năm nay, còn đứng thứ ba toàn tỉnh, họ đã căn cứ vào hiện trường và liên hệ với chủ nhà, tìm ra được danh tính thực sự lúc này của cô, cháu tên là Lâm Chi Niệm, cháu hiện là học sinh cấp 3 đang theo học tại thành phố này, ngoại hình của cô cũng giống hệt với ảnh trong profile, không thể sai được, cháu tự mình soi gương lại đi, nhìn vào trong gương, khuôn mặt của một cô gái lạ đã xuất hiện, toàn thân cô như bị sét đánh, cô không biết tại sao mình lại thay đổi khuôn mặt, chẳng phải là bị quỷ ám ư? Trời ơi cứu tôi cứu tôi mấy chú cảnh sát nhanh chóng tìm phương pháp giải quyết chúng tôi đã liên hệ được với bố mẹ cháu rồi bọn họ sẽ rất nhanh đến đây một lúc sau một cặp trung niên tự xưng là bố mẹ cô đã đến đây đón cô trong tuyệt vọng cô chỉ có thể chấp nhận nghe theo không làm gì được bất lực người cha mở ví lấy ra một sấp tiền niệm niệm chút tiền này cầm lấy mà tiêu có vấn đề gì thì cứ gọi cho bố nhé sau khi ông bố rời đi người mẹ nhếch mép khinh thường xem hắn coi con trai bảo bối của hắn là thứ gì kia đúng là con điếm rất xứng với choa sau đó rời đi mà nói con tự gọi xe về đi, hết tiền thì tìm bố con lấy nhé, bye bye. Sau đó anh vẫy tay chào rồi rời đi, bao lâu, cô gái bị bỏ lại một mình với một đống, những tờ tiền cầm trên tay, có lẽ, mình, đã thực sự, xuyên không rồi ư, sau đó, cô chỉ có thể trở về căn hộ nhỏ mà được cho là bố cô ấy thuê cho cô, ngay khi bước vào cửa, cô tìm kiếm những thông tin cơ bản về cơ thể mình đang mang, căn cứ vào thông tin trên thẻ sinh viên, thì năm nay người tên Lâm Chi Niệm này 16 tuổi, tên trường là Trung học Đức Dục bây giờ đang là kỳ nghỉ hè lớp 10 cô luôn có cảm giác như mình đã nghe qua ở đâu rồi, mà cô chưa nhớ ra. Sau đó cô mở điện thoại di động để kiểm tra, bấm để mở một nhóm lớp, lớp trưởng từ Lạc Dung. Đây đây không phải là nhân vật chính, trong quyển truyện 18 mà mình đọc sau khi tốt nghiệp lớp 12 sao, cô ấy như phát điên, không 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 không, xuyên sách sao, dù sao tai nghe là giả mắt thật là thấy vẫn phải nhìn thấy tận mắt mới có cảm giác, lẽ nào mình phải tận mắt chứng kiến, ôi, đọc và xem là hai khái niệm khác nhau, mới chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã lập tức đỏ mặt, Ngày mai là ngày khai giảng, cô đang cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ được một phần rất nhỏ, và một số tình tiết xoay quanh chuyện Ichichiu. Đầu tiên nữ chính trong chuyện tên là từ nhạc dung nam chính tên Bạch Hàm. Từ nhạc dung luôn yêu thầm Bạch Hàm nhưng không dám nói ra. Bạch Hàm vốn cũng thích từ nhạc dung, nhưng vì muốn thể hiện sự khác biệt của mình, vậy nên tỏ ra rất ghét cô ấy. Bạch Hàm đã hắc hóa, không chỉ trong giai đoạn cấp 3 nửa cưỡng ép xảy ra quan hệ với nhạc dung, còn sau khi trưởng thành giam cầm nhạc dung bên cạnh, sau đó cô không biết chuyện gì xảy ra vì không dám đọc tiếp, nếu biết có thể xuyên sách dù bị chảy máu cam thậm chí bị thiếu máu cô cũng sẽ đọc cô nhớ rằng trong tiểu thuyết gốc mình là nhân vật rất nhạt nhòa cũng có thể gọi là diễn viên phụ còn không có cả bạn bè thân thiết một kẻ cặn bã học kém và không có bạn bè để bảo vệ mình trong thế giới này cô quyết định tránh xa nam chính và nữ chính ngăn chặn sự phát triển lệch hướng ở trong lớp chỉ tuân thủ nguyên tắc không gây chuyện và quan trọng hơn không thể làm bài thi điểm quá cao chỉ có thể viết lên giấy nháp cho đỡ nhìn và hành vi kỳ lạ của cô ấy tình cờ bị chàng trai phía sau nhìn thấy khi đi học đi học về cô nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, nói ra cũng hơi kỳ lạ, hình như bà Trương nói người sống ở đối diện là học sinh cùng trường, nhưng cô chưa bao giờ gặp, buổi sáng khi đi học cô lại nghe nói, thấy trong tiểu khu có đứa cùng trường với cô, nhưng mỗi ngày đều hơn hai, mới lái xe máy từ từ ra ngoài, cô chỉ biết cười ngại ngùng, thật ra, là cả năm 12 đã quen dậy sớm nên cô mới đi sớm như vậy, cô tạm biệt những người hàng xóm và nhanh chóng đến trường, khi vừa mới tới cô ngạc nhiên khi thấy, nữ chính từ nhạc dung đang đứng ở hành lang lớp học, Lúc này nam chính Bạch Hàm cố ý đi đường vòng, sau đó anh ta lạnh lùng đi ngang qua từ nhạc dung lâm chi niệm vẫn còn nhớ rất rõ tình tiết lúc đầu trong chuyện từ nhạc dung học lớp 11 a 9 bạch hàm học lớp 11 a một bên kia cầu thang mỗi sáng từ nhạc dung đều bất động đứng đây đọc sách chỉ vì đợi nam chính đi qua chỗ này mà bạch hàm bởi vì kín miệng cũng chỉ có thể cố ý đi đường vòng muốn gần nhạc dung hơn một chút cô như sụp đổ lại cảm giác mở góc nhìn của thượng đế này là sao đây nếu không e là không thể nhìn thẳng trái tim cô lập tức sụp đổ đang ngơ ngác thì đột nhiên chu vũ hình gọi cô vẫy tay điên cuồng để nhắc nàng tỉnh táo lại cậu có phải nhìn bạch hàm tới ngây người hay không hớ 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 cô chỉ có thể bất lực cười trong giờ nghỉ để duy trì địa vị trí là một học sinh dốt cô chỉ hoãn bài tập đến giây phút cuối cùng rồi viết nguyệt ngoạc như điên đột nhiên chu vũ hình nói tớ cảm thấy cậu hơi khác với những gì người khác nói cây bút cô đang viết đột nhiên trở nên căng thẳng trước đây mọi người đều nói cậu rất kỳ quặc rất ít nói chuyện cũng không thích cười còn nói cậu vừa quê mùa vừa âm trầm nhưng khi làm bài kiểm tra đầu học kỳ cậu lại cho tớ mượn bút chì hai b duy nhất tớ cảm thấy cậu thật tốt bụng lâm chi niệm nghe xong chỉ có thể cười khổ vì hình tượng nhân vật học sinh rốt trong nguyên tắc quyết định nộp giấy trắng buổi buổi chiều lời giảng của cô như lời hát du khiến học sinh muốn gục và lâm chi niệm cũng không ngoại lệ cô lắc lư gục xuống một cú va chạm bất ngờ đầu cô đập thẳng vào bàn giữa tiếng cười của các bạn cùng lớp cô tỉnh dậy ngay lập tức cô nhanh chóng xoa xoa chóp mũi đỏ bừng của mình ngẩng đầu lên đã thấy cô giáo giận dữ gầm lên lâm chi niệm em ra ngoài đứng đọc sách cho tôi cô chỉ có thể ra hành lang đứng chịu phạt Mới một lúc, cô lại nghe thấy tiếng hét lên trong lớp. Thẩm An em cũng ngủ ngon nhỉ ra ngoài cho tôi. Sau đó cô nhìn thấy, chàng trai gầy gò ra đứng cạnh cô. Thẩm An thực sự, chỉ tập trung vào việc đọc sách giáo khoa. Hai người cứ thế mà lặng im, cô không khỏi liếc nhìn người bạn cùng khổ này. Ngoại hình đẹp trai, cô thấy cậu ta cũng không lép vế với bạch hàm. Nhưng tên của cậu ta rất có khí chất với người qua đường. Nhưng anh lại có nét dịu dàng dịu dàng. Tôi không thể tin được một chàng trai đẹp trai như vậy thực ra chỉ là nhân vật phụ trong tiểu thuyết cuối cùng chuông gieo hết giờ học cũng vang cô giáo tức quá nên yêu cầu hai người chép một trăm lần kiến thức của trương vậy là vào giờ giải lao lâm chi niệm hì hục chép học sinh trực sau giờ dọn vệ sinh cô ấy vẫn đang chép trong khi cô ấy đang viết một cách giận dữ thẩm an ngồi ở hàng sau cũng đang tức giận viết nhưng cô còn hai lần nữa thì xong đã thấy thẩm an đã đeo cặp đi về nhà chó à chép nhanh thế mình cũng chỉ còn thiếu hai lần nữa lớp học yên tĩnh sau khi chép xong lần thứ một trăm với đôi mắt ngấn lệ cô đeo cặp và chuẩn bị về nhà, nhưng cô lại gặp nữ chính đang tìm mình. Cô không biết cô gái xinh đẹp muốn nói gì, hóa ra cuộc họp đoàn vừa kết thúc, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải mua đồ để xây dựng văn hóa lớp, và Lâm Chi Niệm tình cờ là quỹ lớp, vì vậy cô ấy đã hẹn gặp Lâm Chi Niệm, 9 giờ sáng mai gặp ở cổng trường được không? Lâm Chi Niệm nghe xong liền gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu sao Lâm Chi Niệm lại muốn đến gần cô ấy, hóa ra mùi trên cơ thể cô ấy rất thơm, Lâm Chi Niệm không thể không nhớ lại điều đó, như vậy cô rất biến thái, không thể tin được đôi má trắng ngần của cô trở nên đỏ thẫm và nóng bỏng cô chợt thấy mình thật bín thái thế là cô lập tức vội vàng bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lâm chi niệm đang chuẩn bị đi ra ngõ sau của trường để lấp đầy bụng khi đi ngang qua một con hẻm cô vô tình nghe thấy trong con hẻm thẩm an chàng trai ngồi bàn sau cô một số người vây quanh cô thấy anh chàng đầu xanh lá cầm chai thủy tinh màu xanh trên tay tao nói cho mày biết mẹ kiếp em gái của tao vì theo đuổi mày mà nằm viện nếu hôm nay em không cho anh một lời giải thích thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi tuy nhiên thẩm an không quan tâm lắm cười lạnh trả lời tôi không biết em gái của anh cho dù có chít thì cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi lời vừa rơi tên đầu xanh đột nhiên nổi giận đập chai thủy tinh vào tường một số mảnh thủy tinh rơi ra bắn tung tóe ngay trước mắt lâm chi niệm cô sợ hãi kêu lên âm thanh khiến thẩm an chú ý bọn bắt nạt thì thầm để ngăn cô ấy chạy đến trường mách lẻo tên đầu xanh lập tức ra lệnh cho người của mình bắt cô khi người đàn em đi ngang qua thẩm an thẩm an túm lấy mái tóc vàng của hắn rồi cho hắn một cú không thương tiếc thấy đàn em của mình bị đánh, tóc xanh còn hung hăng hơn, hô 500 anh em lao tới oánh anh, cùng lúc đó Lâm Chi Niệm chợt nhớ ra, Thẩm An giỏi thể dục chắc chắn cậu ấy phải tập thể dục thường xuyên, và còn nhiều hơn nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8, chắc chắn có cơ bụng tám múi, cô ấy đang đứng ngây ra, thì thấy Thẩm An quay lại và hét lên, "Chạy đi!" Lúc này cô mới phản ứng đột ngột, lập tức chạy về hướng trường học cách đó không xa, cô nghĩ chỉ có thể nhờ bảo vệ giúp đỡ, vì sợ hãi cô cắm đầu lao về phía trước, ngay lúc đó cô tình cờ gặp phải nam chính bạch hàm thấy hào quang của nam chính cô chợt nghĩ ra chắc chắn anh ta sẽ không gặp chuyện gì cô lập tức giải thích cậu hiểu lầm rồi vì có người đang đánh nhau trong ngõ tôi đang vội chạy đi thậm chí còn chưa kịp nói xong họ đã quay người rời đi thật ra bọn họ là đang vội đi ăn ba người còn cười thích thú giờ này bảo vệ cũng không biết đi ăn ở đâu rồi thích giúp đỡ người khác lấy niềm vui lắm sao rồi họ quay người rời đi lúc này lâm chi niệm mới nghĩ ra bạn có thể nhờ bạch hàm và hai người còn lại giúp đỡ Thế là cô nhanh chóng quay lại và hét lên. Này, cậu có thể đi tới quán lẩu cuối ngõ xem được không? Có một đám thanh niên chặn bạn học của trường chúng ta. Nhìn thấy ba người họ vẫn tiến về phía trước, không có ý định giúp đỡ. Đột nhiên cô nghĩ ra, cô cao giọng và nói về phía họ. Tôi là học sinh lớp 11A9. Tôi có hẹn với lớp trưởng với lớp chúng tôi cùng đi ăn lẩu tê cay. Nếu nhạc dung gặp phải đám người đó, đúng như dự đoán nhắc đến tên nữ chính. Bạch Hàm lập tức lo lắng hỏi con hẻm phía sau là ngõ nào, và Lâm Chi Niệm lần đầu tiên nói dối trong đời, chỉ vào con đường nó ở đó đó là con hẻm nơi lầu tê cây được bán hai người đi theo lập tức bối rồi đuổi theo bạch hàm cậu định lo chuyện bao đồng thật à chuyện oánh nhau nào cũng phải dẫn tôi theo anh hùng cứu mỹ nhân phải giúp đỡ người khác là điều quan trọng nhất thế là bạch hàm dẫn theo hai đứa em của mình chạy đến tận con hẻm đó cô gọi người đến thẩm an đã một mình oánh lại nhóm côn đồ đó đột nhiên phía sau một tên tóc xanh cầm chai thủy tinh lên hắn muốn oánh lén từ phía đằng sau bạch hàm nhìn thấy vậy liền lao nhanh về phía trước ngăn tên tóc xanh đó lại cố gắng đè ép anh ta xuống không cho anh ta manh động. Tuy nhiên Thẩm An khinh thường nói, buông anh ta ra. Tên tóc xanh nghe thấy thế lại cầm chai thủy tinh lên, Thẩm An dùng chân dẫm mạnh lên tay hắn, và anh còn từ tốn nói rằng nếu nhận nhầm người, nếu là vì em gái, anh có thể không truy cứu hậu quả và cũng không cần cảm ơn Thẩm An. Chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Tóc xanh bị oánh bầm dập tay còn đang bị Thẩm An giữ lại, không còn cách nào đành phải đồng ý. Bị Thẩm An đe dọa như vậy, mấy tên côn đồ chỉ có thể dìu nhau rời đi. Lâm Chi Niệm đứng từ xa thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, liền bỏ chạy ngay lập tức. Thực ra cô và Thẩm An đều là nhân vật phụ, họ có thể ở bên nhau vui vẻ, nhưng cô lại không hề muốn dính líu tới Nam Chính Bạch Hán chút nào. Nhỡ sau này có chuyện gì không may làm hỏng cốt truyện, đến lúc đó phải làm thế nào? Lâm Chi Niệm đã quyết định rời đi. Thẩm An nhặt cặp sách ở dưới mặt đất lên, nghe lời trêu chọc của Bạch Hàm, chật chật, bé ngoan của nhà họ Thẩm cũng gặp phải thể loại như này, thật là hiếm lạ. Vừa nói dứt lời, Thẩm An trừng mắt nhìn đối phương, nói đi, làm thế nào hai người tìm được chính xác nơi này? Bạn học Nam chỉ tay về phía sau nói rằng một cô gái lớp 11A9 đã nói cho họ biết, nhưng lúc này ở góc tường không có cô gái nào hết, chỉ còn lại vài cơn gió thoảng qua. A9 nữ sinh, Thẩm An lập tức đoán được đó là Lâm Chi Niệm ngồi phía trước bàn anh. Anh chợt thắc mắc không phải vừa nãy Lâm Chi Niệm đã bị dọa sợ rồi hay sao? Tại sao vẫn đi tìm người giúp đỡ anh? Tại sao cô gái này luôn làm những điều kỳ lạ? Giống như lần trước anh tự học sau giờ học, anh cảm thấy đau bụng không chịu nổi và ngồi bệt xuống đất, không ai chú ý tới anh trừ Lâm Chi Niệm lâm chi niệm phớt lờ sự lạnh lùng của thẩm an cẩn thận hỏi anh ấy có làm sao không thậm chí còn giúp anh đo nhiệt độ trên chán và cuối cùng còn giúp anh ấy đến bệnh viện để khám bệnh nhưng thẩm an lại từ chối ai ngờ rằng lâm chi niệm cũng cứng đầu không kém cạnh cô cố gắng nhấc người anh dạy đưa đi bệnh viện cô trông giống như một chú mèo con nhỏ bé cố gắng bảo vệ anh trông rất dễ thương đột nhiên thầy hiệu trưởng bước tới với ánh mắt giận dữ các em lại dám yêu đương ở đây ư không phải thầy ơi cậu ấy cảm thấy không khỏe không phải cái gì mà không phải hai đứa còn đang ôm nhau thầy hiệu trưởng tức giận giơ thước lên muốn dạy cho hai người một bài học nhưng thước vẫn chưa oánh chúng người thẩm an đã ngất đi bạn học bạn học em có sao không cậu ấy tự ngất nhé chứ ta chưa có oánh cậu ta cô là học sinh giỏi đứng thứ ba toàn tỉnh trong kỳ thi đại học giờ lại xuyên không trở thành học sinh rốt đứng bét mọi chuyện không ổn chút nào để tránh ảnh hưởng đến nam chính và nữ chính cô lập tức đưa ra một quyết định táo bạo cố gắng trở thành một học sinh giỏi lâm chi niệm chép bài tập nhưng điểm thì cứ đi xuống dần cô cố gắng nỗ lực một chút để tồn tại mà cũng không thể hu 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 áp lực của hệ thống quá lớn khiến cô không thể làm gì được vào cuối tuần lâm chi niệm đi ăn mì với nữ chính từ nhạc dung lại tình cờ bắt gặp bạch hàm bạch hàm lại vô tình nhìn về phía hai người nhìn thấy hình bóng của nhạc dung anh lập tức quay người đi về phía cửa hàng lâm chi niệm đã sẵn sàng hóng hớt ăn dưa ngay tại chỗ đột nhiên nghe từ nhạc dung hỏi cái đó lâm chi niệm cậu cảm thấy trang nghiêm của lớp ta như thế nào lúc này bạch hàm đã ngồi ngay phía sau từ lệ dung cô không ngờ tới rằng anh đã nghe hết lâm chi niệm đưa người tại chỗ trong lòng thầm cầu nguyện cho nữ chính mong từ nhạc dung đừng nhắc tên người đàn ông khác nữa không ổn chút nào bạch hàm sắp muốn đổ hũ dấm ra rồi nếu không chuyển chủ đề thì sẽ gây to vì vậy cô quyết định tự mình hành động chuyển sang chủ đề nói chuyện khác tớ cảm thấy cậu không cần để ý cậu ta hay để tâm tới cậu ta làm gì vẫn nên đặt tinh thần vào việc học thì tốt hơn tiến bộ mỗi ngày cô là học sinh rốt mà nói được ra những lời này nới với người đứng tốt đầu trong lớp khiến nhạc dung dở khóc dở cười vào lúc này cậu bạn đang gọi đồ ăn bỗng hét lơn lên một tiếng từ nhạc dung lúc này mới biết bạch hàm đang ở đây đang ngồi ngay phía sau cô toang rồi có phải cậu ấy nghe thấy hết rồi không liệu cậu ấy có hiểu lầm mình thích trang nghiêm hay không từ nhạc dung lo lắng tim đập nhanh và lâm chi niệm bên này cũng không kém trong não cô hiện ra một cảnh tượng không ngờ tới được trong tiểu thuyết từ nhạc dung và bạch hàm đang bệnh việc thì trang nghiêm là cấp dưới tìm bạch hàm báo cáo chỉ cách họ một cánh cửa mà thôi không được não mình không được nghĩ tới chuyện này nữa nhưng đây cũng là một phần để phát triển cho tình cảm nam chính nữ chính. Hệ thống ở trong đầu cô, chiếu những hình ảnh khiến cô đỏ mặt, có phải bản thân Lâm Chi Niệm mới là người đáng thương nhất hay không? Rõ ràng bản thân đứng thứ ba trong kỳ tuyển sinh địa học, không hiểu vì sao xuyên không về năm cấp 2 lại là học sinh rốt, để không lệch cốt truyện, cô giả vờ chép bài tập về nhà của bạn cùng lớp mỗi ngày, cố gắng chép bài tập, đột nhiên một tờ giấy kiểm tra xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn vào nó, nhìn thấy trang nghiêm với khuôn mặt đỏ bừng, do dự một hồi rồi vẫn không thể nói được từ nhạc dung không thể nhìn nổi nữa tiến lên nói đỡ cô nói với lâm chi niệm rằng bạn học trang nghiêm vì viết chữ đẹp nên tôi sắp xếp cho cậu ấy viết cậu có thể phát bài kiểm tra giúp cậu ấy không lâm chi niệm gật đầu cầm tập bài kiểm tra lên và xem không thể tin nổi đây là bài của thẩm an chữ thập đỏ từ đầu đến cuối thậm chí không một câu hỏi trắc nghiệm nào đúng chẳng trách được cậu ta chỉ được cái đẹp trai nhưng như này cũng quá tệ rồi vì là bạn ngồi phía trước lâm chi niệm vui vẻ ngỏ ý muốn giúp đỡ thẩm an ai ngờ bị anh nhìn bằng ánh mắt khinh thường có lòng tốt mà bị nghi ngờ, đây chính là thế giới của học sinh rốt sao, tôi cũng từng là học sinh giỏi đấy nhé, thẩm an miễn cưỡng nhận lấy bài tập, chữ của cậu viết, rất rõ ràng, lần này đến lượt lâm chi niệm khinh thường, nếu không biết khen thì không cần cố khen đâu, nói xong cô đứng lên đi phát bài, tuy nhiên thẩm an đột nhiên dừng lại khi đang chép lại, nhìn vào bài tập về nhà của lâm chi niệm, bỗng anh vô thức nở một nụ cười, cô gái này thật thú vị, buổi chiều các bạn học sinh tất bật chuẩn bị cho cuộc thi. Lâm Chi Niệm đang nhìn chằm chằm vào bức báo tường trên bảng, Bức báo tường này là đẹp nhất mà cô từng thấy, vẽ trên bảng đen là một sự nhẹ nhàng, hình ảnh một cô gái đang ôm hoa cười, thật nhìn có vẻ như nó được vẽ rất cẩn thận, lớp học trước của cô lúc nào cũng vô hồn, mỗi khi có hoạt động gì đó, cả lớp đều chú tâm vào học không lãng phí thời gian một chút nào, bây giờ cô có thể được tận hưởng lại, đột nhiên câu hỏi của Chu Vũ Hinh kéo cô về hiện thực, ngay ra cái gì đó, cậu cảm thấy báo tường của lớp mình sẽ được giải gì, có lớp trưởng ở đây, hạng nhất là chắc rồi, lý do khiến Lâm Chi Niệm trả lời chắc chắn như vậy bởi vì lớp trưởng là hội trưởng hội học sinh, để Từ Nhạc Dung cảm thấy vui thì anh sẽ âm thầm thao túng, quả đúng như Lâm Chi niệm đoán, Bạch Hàm đã âm thầm cho lớp hạng nhất, bí mật chọn lớp 11A9 của Từ Nhạc Nhung làm vị trí đầu tiên, quả nhiên là hạng nhất, mình biết ngay là sẽ như vậy mà, cảm giác hóng hớt ăn dưa chuyện này, mấy ai có thể hiểu được chứ, cô mỗi ngày đều đau lòng vì tình yêu của nam nữ chính, sợ nữ chính bị cướp mất, cũng sợ nam chính vì ghen mà hắc hóa, xin hỏi hệ thống, đang nghĩ gì vậy, mà 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 lại để một cô gái chưa từng nắm tay ai xuyên vào sách, nếu cô có sai hãy dùng bài kiểm tra của Thành Sơn trừng phạt, chứ không phải cảnh tượng đó, bởi vì, cô trong sáng, cô cố gắng duy trì hình tượng đội sổ của nguyên chủ, cảm giác bất cần đó thật tuyệt, cô ở nhà âm thầm hưởng thụ, ai ngờ tối nay trong khu phố mất điện, hết cách, cô dành đến cửa hàng tiện lợi học, cô gọi một món ăn, sau đó tìm vị trí khuất, cô hạnh phúc giải luôn năm đề chính thức và ba đề mẫu, thời gian trôi vèo vèo, không chú ý đến ai khác, đang chừng mắt nhìn cô, thẩm an kinh ngạc khi gặp lâm chi niệm ở gần nhà. Thực ra anh ta luôn muốn tìm cơ hội, cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng cô như kiểu đã quên mất, hoặc có thể, vốn không để tâm. Nghĩ như vậy, anh bỗng mím chặt môi, lẳng lặng rời đi, lâm chi niệm bỗng cảm nhận được gì đó, liền quay ngoắt đầu ra, kết quả đằng sau chẳng có ai. Cô hơi nghi ngờ, lẽ nào mình ảo giác chẳng, lúc này, chu vũ hình bỗng gọi điện, vừa bắt máy, đầu dây bên kia la hét hào hứng, niệm niệm mau đến đi, có người tỏ tình với lớp trưởng, thế nhưng lâm chi niệm vẫn rất bình tĩnh, miệng vẫn nhai xiên thịt không cần nghĩ cũng biết lần tỏ tình này bị bạch hàm hất tay trên không lâu sau cô mau chóng chạy tới xem chính là vì chu vũ huynh đã dụ dỗ cô tới đây cô vừa đến chu vũ huynh liền phi ra trương triều muốn các bạn nữ giúp đỡ ngoài tiêu mộng phàm thì ai cũng tới cổ vũ cho họ lâm chi niệm cảm thấy khó hiểu cô chỉ muốn sống bình yên sao lại phải giúp nam chính cơ chứ vì thế cô lại hỏi tôi thấy việc làm này không ổn lắm không tôn trọng bạn nữ được tỏ tình một đám người gieo hò như trói buộc đạo đức vậy vừa nói xong Chu Vũ Hinh liền búng đầu cô, một cô nàng khép mình chưa yêu ai như cậu, thì biết gì là tình yêu ngọt ngào, mau mau đến chuẩn bị, lớp trưởng sắp vào rồi. Thế nhưng Lâm Chi Niệm lại ngẩn người, nếu không ra tay giúp nữ chính thì thật khó chịu, nếu ra tay giúp mình sẽ bị cuốn vào, những hiểu lầm của họ, làm sao đây làm sao đây, thật khó chịu, cô còn chưa nghĩ cách giải quyết, lớp trưởng từ nhạc dung đã đến, đẩy cửa chạy vào, cô gái sững sờ trước cảnh trước mặt, đứng giữa đống pháo hoa bay trước mặt, là Trương Triều đang ôm hoa hồng tỏ tình nhạc dung tôi thích cậu lâu lắm rồi cậu có thể làm bạn gái tôi không từ nhạc dung ngại ngùng trố mắt nhìn tay che miệng nghĩ cách từ chối khéo thấy đám người hào hứng phấn khích không biết là ai cầm đầu bỗng gào thét đồng thanh yêu đi yêu đi từ nhạc dung hoảng loạn vội vàng nói mình không thích trương triều thế nhưng cô từ chối quá nhanh trong tiếng reo họ ầm ĩ dường như không ai nghe thấy tiếng cô nói không ai muốn nghe không ai để ý cảm xúc của cô lâm chi niệm thấy thế liền lo lắng khoan đã chờ một lát chờ bạch hàm đến bạch hàm xuất hiện thật sau khi trương triều quỳ xuống tỏ tình cảm xúc ghen tị của mọi người bỗng vụt đến cao trào. từ nhạc dung sững sờ cô gái rất hoảng loạn định hét lên từ chối lần nữa không biết ai đã đẩy cô từ sau không kịp chuẩn bị trương triều đã nhanh tay ôm lấy cô nhầm tưởng đối phương đồng ý không được nếu cứ tiếp tục nữ chính bị cướp trắng trợn mất lúc này tim lâm chi niệm như vỡ làm đôi nam chính sao chưa thấy đâu vậy thì cô phải dùng tên của nam chính để giải vây bỗng có tiếng người vang lên bạch hàm đến cả đám nữ sinh nghe tên hot boy trường liền quay ra nhìn với ánh mắt mê muội sức hút của hot boy trường khiến bầu không khí thay thổi trương triều và từ nhạc dung bị kẹp giữa đám người xôn xao lâm chi niệm kéo tay từ nhạc dung mau đi theo tôi cô dám thể với trời cô chưa từng được nắm tay bạn khác giới nhưng tại sao lại vướng vào tiểu thuyết này mỗi này bị hệ thống bắt dính líu đến nam nữ chính thật vô liêm sỉ mà ai ngờ nam chính lại không như tiểu thuyết thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân cũng đến muộn hại nữ phụ như cô phải mạo hiểm cứu từ nhạc dung thoát khỏi hiện trường thực ra bạch hàm đã đến quán bar anh ta đến muộn là vì vừa nãy lại mất áo bóng rổ không biết tại sao dạo này hay mất đồ thế còn có cảm giác bị theo dõi vô cùng bực bội đi người hơn là không tìm ra kẻ đó lúc này lâm chi niệm đang vội vã kéo từ nhạc dung chạy đi bỗng thấy nhóm người bạch hàm đang ở gần đó cô mím môi khó chịu nam chính ơi nam chính sao cậu còn đầu gỗ đứng đó bỏ đi bỏ đi cốt chuyện sẽ không thay đổi mình người tốt sẽ giúp đến cùng cô đưa từ nhạc dung chạy đến bạch hàm hẳn sẽ biết nên làm gì tiếp theo từ nhạc dung chạy đằng sau bỗng tăng tốc khiến lâm chi niệm đục mạnh vào người bạch hàm tình tình huống gì đây khoan 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 đã nam chính phải đến với nữ chính chứ bạch hàm như bị ăn một đòn đứng ngẩn ngơ vừa nãy anh ta có vẻ đã thấy nước mắt của từ nhạc dung nghĩ đến người mình thương bị bắt nạt lửa giận trong lòng dâng trào lên não nghe ngóng chuyện này anh ta liền đạp mạnh cửa đứa nào đứa nào dám tỏ tình từ nhạc dung lúc này trương triều tỏ tình thất bại lấy hết dũng khí hét lên sao cậu ý kiến gì vừa dứt lời bạch hàm mặt đăm đăm lao đến đấm thật mạnh sau đó nhếch mép cười tôi có nhiều ý kiến từ nhạc dung cầm tay lâm chi niệm chạy một hồi lâu hai cô gái thở hổn hển từ nhạc dung cảm thấy kỳ kỳ liền dừng chân lại vội xin lỗi lâm chi niệm bình tĩnh lấy lại hơi trái tim đập bịch bịch trời đất tình tiết này cảm giác như kiểu mình bị ép ra tay vậy cô không muốn dính líu vào chuyện nam nữ chính hiện giờ cô phải mau mau rời khỏi cô đang định tạm biệt thì nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của từ nhạc dung cô hoảng hốt cái đó sao cậu lại khóc chưa gì mà nước mắt đã đầm đìa khiến cô sốt ruột lâm chi niệm vội và an ủi tôi không sao cậu đừng khóc cậu bị trương chiều dọa sợ hãi sao cậu 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 ai mà biết người muốn khóc nhất lúc này phải là lâm chi niệm cô xuyên thành nữ phụ không đúng nói chuẩn ra thì là một quần chúng không đáng nhớ tên vốn chỉ định âm thầm nhìn nam chính thật sự chỉ liếc nhìn ai ngờ lại bị chính chủ bắt được chết chắc rồi phải làm sao trách ai đây nhân vật quần chúng như cô mỗi ngày đều lo lắng cho nam nữ chính nam chính là anh hùng cứu mỹ nhân bất ngờ lúc đó nam chính còn tới muộn đến nữ chính cũng không màng nữ chính vừa kéo cô vừa khóc chuyện đó chuyện đó hiện giờ người muốn khóc nhất là lâm chi niệm mới phải cô không giỏi an ủi người khác hay cậu dừng khóc đã chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ rồi khóc cô còn nghĩ bạch hàm sẽ chạy đến vì thế cô đã kéo từ nhạc dung ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường sau một hồi vẫn chẳng thấy ai cô bất lực đỡ chán sos sao nam chính lại bỏ lỡ thời khắc này hiện giờ mình biến mất thế nào đây sau một lúc từ nhạc dung bình tĩnh lại không khóc nữa ngước mắt nhìn gửi lời cảm ơn đến lâm chi niệm lâm chi niệm xác nhận lại lần nữa đến khi đối phương không sao mới tìm cớ để chuồn đi cô khẽ thở một hơi lại khiến từ nhạc dung cảm nhận ra khi đang định đưa tay chào cô bỗng nghe tiếng nói từ đằng sau thực ra cậu cũng rất ghét tôi đúng không bước hai bước cô bỗng dừng lại thắc mắc sao đối phương hỏi vậy quay ra nhìn từ nhạc dung lại đang cúi đầu không còn vẻ vui tươi rạng rỡ hàng ngày. Bất ngờ cô lại miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu, từ nhỏ đến lớn, lần đầu có bạn nữ sẵn lòng giúp tôi, lần đầu sao có thể, lâm chi niệm không tin mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng từ nhạc dung, cô không hiểu ý, nữ chính trong tiểu thuyết, theo lẽ mà nói, trừ nữ phụ ra thì ai cũng yêu quý, vì nữ phụ ác độc muốn cướp nam chính, khoan khoan, có gì sai sai, tiểu thuyết này mặc định, tất cả nữ sinh đều thích nam chính, có nghĩa là, thực ra cô gái nào cũng rất ghét nữ chính nữ chính đáng thương quá để chắc chắn phán đoán của mình lúc ở trường lâm chi niệm rất để ý nếu bên cạnh từ nhạc dung có nam sinh yêu thích cô từ nhạc dung cũng thấy rất phiền vì sẽ bị đám nữ sinh cùng lớp bàn tán dị nghị không phải câu dẫn con trai thì là giả tạo thảo mai lâm chi niệm đã hiểu thì ra nguyên tắc của tiểu thuyết nữ chính bị ghét bỏ thảm hại tất cả vì nam chính ý nghĩ tồn tại của nhân vật phụ chỉ là thúc đẩy tình cảm của họ cô không thể nói rõ rốt cuộc nữ chính hay nữ phụ đáng thương hơn cái này chắc chỉ có hệ thống hiểu rõ hai bây giờ cô còn chẳng phải nữ phụ lạc lõng thầm lặng thảm hại không dính líu không biết nên làm gì ở tiểu thuyết cô vô tình cảm nhận có cánh tay đằng sau thì ra thẩm an đang nằm bò trên bàn ngủ ánh nắng ngoài cửa hắt vào chiếc sáng bừng vẻ dịu dàng của anh nhìn kỹ lại cũng thấy có chút đẹp trai tim cô bỗng đập nhanh bất thình lình cô ngại ngùng quay đầu đi sau đó lại quay lại định liếc nhìn anh ta chỉ là liếc nhẹ thôi ai ngờ vô tình bắt gặp ánh mắt thẩm an cô giật mình hoảng hốt thật ngại quá nhìn trộm trai đẹp bị bắt quả tang phải làm sao đây bị bắt tội vì ngắm trai đẹp làm sao đây làm sao đây chuyện lộn xộn vốn chỉ hai người biết đến ai ngờ cô ấy lại công khai thú nhận trước mặt cả lớp học thậm chí còn cố tình nhìn trai đẹp một cách trắng trợn tuy nhiên chàng trai lại hoàn toàn không nhận ra việc cô ấy đang ngắm mình chỉ có thượng đế mới biết lâm chi niệm chỉ đơn thuần là tò mò nhìn qua phía sau thì thấy thẩm an chắc chắn không quá một phút nhưng chẳng hiểu sao thấy cậu thiếu niên lại quá đẹp trai làm cô ấy tìm đập loạn nhịp thế nên mới không thể kiềm chế được và quay đầu nhìn lần nữa đúng lúc không may lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo của thẩm an làm lâm chi niềm hốt hoảng cả người giật nảy lên khi cô đang chuẩn bị quay lại như không có chuyện gì xảy ra thì lại bị đối phương gọi lại không thể tin nổi không còn mặt mũi để gặp người tôi nữa khuôn mặt trắng như ngọc bỗng nhiên ửng hồng cô ấy ngay lập tức nhanh như tên úp mặt xuống bàn mình mau quên đi thật sự là quá khó xử rồi cô ấy thẻ giả vờ chớt cho xong vẻ ngựa ngùng của cô ấy làm trọn trong ánh mắt của thẩm an trông cô giống như một chú thỏ nhỏ hồn nhiên và dễ thương vậy làm cậu phân vân không biết có nên đùa giỡn với cô ấy thêm vài lần không và rồi thẩm an bất ngờ cười mỉm gọi nhẹ tên lâm chi niệm một tiếng không nghe thấy không nghe thấy tiếp tục giả vờ chớt đi nào nhưng chàng trai dường như nghiện việc gọi tên cô ấy vẫn lặp đi lặp lại gọi tên lâm chi niệm thấy cô gái phía trước vẫn nhăn mày không chú ý thẩm an không do dự dùng bí kíp chỉ ngón dành riêng cho bạn học hàng ghế sau nhẹ nhàng chọc vào lưng cô bạn ngồi trước Lâm Chi Niệm đừng giả vờ nữa, mình biết rằng cậu không đang ngủ đâu. Lâm Chi Niệm nghe xong lập tức bất ngờ, sẽ rất tệ nếu cậu hỏi tại sao cô ấy lại đang nhìn trộm mình, hoặc cô ấy giả nai giả ngơ, giả vờ bản thân vô tội, em cô đơn không biết gì cả. Ôi chết, chuyện này cũng quá ẩu rồi đi. Không được, không được, đổi sang lựa chọn B. Học sinh thẩm trông như một đứa trẻ ngoan, vậy thì cứ thẳng thắn thừa nhận mà thôi. Nhìn rồi thì sao? Cậu có giảm một miếng thịt nào không? Còn dám quấy rối sau khi nhìn lén sao? Không được, chuyện này quá phận rồi. Không được, không được, cô không thể làm việc hèn hạ này. Sau cùng cô quyết định, là một người hùng đương đầu với khó khăn, trong ánh mắt bàng hoàng của thẩm an. Lâm chi niệm đột ngột đứng bật dậy như một cái lò xo. So. cô lên tiếng thừa nhận mạnh mẽ. Thực sự, đúng là tôi vừa mới nhìn lén cậu, bởi vì tôi thấy cậu đẹp trai. Lời nói vừa rơi xuống, lớp học ồn ào đã bị làm cho im lặng ngay lập tức. Sự yên lặng khiến người ta phải tê cóng, thảm hại, bây giờ cả lớp đều biết rồi. Lúc này, thẩm an ngay lập tức ho nhẹ hai tiếng che giấu nụ cười mỉm hạnh phúc đang nổi lên giả bộ như hiểu ra điều gì đó vậy cậu trả lời một cách từ từ và tỉ mỉ thì ra là vậy à thực ra tôi chỉ muốn cậu giúp tôi kéo rèm một chút bởi vì ánh nắng mặt trời quá trói rồi lâm chi niệm lập tức đứng ngơ ôi là trời bây giờ mình còn kịp đăng ký đi đến sao hỏa không nếu không hãy để cuộc đời kết thúc ở đây thôi mình không còn mặt mũi sống tiếp được nữa lâm chi niệm cầu xin được từ giã cuộc sống không thể yêu thương nổi này muốn từ biệt thế giới này ngay lập tức nhưng điều cô ấy chờ đợi chỉ là tiếng chuông báo và lớp và giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc cũng tới vì lý do đặc biệt không thể đến báo danh kịp học sinh mới đến được giới thiệu là tiêu mộng phàm thấy nụ cười tỏa nắng của tiêu mộng phàm và cách cô tươi cười và chào hỏi bạn bè cùng lớp các chàng trai không thể kìm nén được sự khen ngợi cô gái này có thân hình không tồi chỉ có thẩm an là không nói gì nhưng lâm chi nệm lại rất bối rối cô luôn cảm thấy quen thuộc với tên tiêu mộng phàm này nhớ là nghe qua ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra sau đó nhìn thấy tiêu mộng phàm trên bục giảng cười lạnh lại nhìn chằm chằm xuống phía dưới là Từ Lạc Dung, Ninh Cảm mà chỉ nữ sinh mới hiểu khiến cô ngay lập tức nhớ đến, Tiêu Mộng Phàm không phải là nữ phụ trong thế giới tiểu thuyết này sao? Không chỉ thường xuyên chống lại nữ chính Từ Lạc Dung, mà còn để có được nam chính Bạch Hàm mà không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, chính xác là một người siêu khó nhằn lại ảm đạm và lập dị vô cùng, lại khiến người ta phải tranh đấu để có được đến vậy sao? Hai cô gái này sẽ trở thành tình địch không đội trời chung, cái này, liệu có phải là trừng phạt đối với cô vì đã thay đổi cốt truyện không? Ai chịu đựng được mà chuyển vào cuốn tiểu thuyết nhiều chuyện rắc rối như vậy chứ? Thật ra vốn cốt truyện đã là như vậy. Theo cài đặt gốc của tiểu thuyết, Từ Lạc Dung và Bạch Hàm đều thầm mến lẫn nhau, nhưng vì trẻ con và e thẹn, họ hiểu nhầm rằng đối phương không thích mình. Một ngày, nữ phản diện độc ác Tiêu Mộng Phàm cố ý đánh cắp trang phục của Từ Lạc Dung, và Bạch Hàm sau khi nghe được tin tức một cách tình cờ, liền vội vã đi cứu cô gái trong lòng mình. Phòng thay đồ chật hẹp, đứng sát bên cô gái mình thích, đó là khi câu chuyện bắt đầu, từ tình cảm vốn trong sáng và ngây thơ đã biến thành tình cảm người lớn cuốn tiểu thuyết trở nên hấp dẫn khó cưỡng không ngừng có những màn đấu trí liên tục nhìn vào người trên bục giảng kia lâm chi niệm bất ngờ sáng suốt vì tiểu thuyết bắt đầu từ việc gặp nhau ở phòng thay đồ nếu cô ấy có thể ngăn chặn sự kiện này xảy ra thì thế giới tiểu thuyết này hẳn là sẽ trở nên yên bình đây và cô ấy cũng sẽ không phải lo lắng về tương lai nữa cũng không còn phải đối mặt với những cảnh nhạy cảm đó tuy là khó khăn nhưng cũng không phải không thể ôi là la mình thật sự là một thiên tài mà lúc này giáo viên chủ nhiệm lại đột ngột thông báo tuyên bố sẽ thay đổi chỗ ngồi một người một bàn hiện tại để học và giao tiếp tốt hơn mọi người có thể tự do chọn bạn cùng bàn vừa mới tuyên bố xong lớp học bỗng nhiên trở nên ồn ào và hồi hộp mọi người đều muốn cùng bạn thân làm bạn cùng bàn của mình trong đó từ lạc dung được ngưỡng mộ các chàng trai đều muốn có cơ hội cùng bàn với cô cô ấy vẫn là thích cùng bàn với lâm chi nghiệm hơn nhưng lại không chắc chắn đối phương có muốn hay không chỉ có thể nhìn lại nhìn lại một cách e thẹn thật là một khởi đầu tốt cho một sự thay đổi mà còn gì tốt bằng việc làm bạn cùng bàn với nữ chính chứ bạn cùng bàn dễ dàng thay đổi cốt truyện hơn nữ chính thân mến sự trở lại cuộc sống học đường trong sạch hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đó lâm chi niệm nở nụ cười đáp lại nhưng thẩm an phía sau nhìn có vẻ không hài lòng trái tim vốn thanh thản vì cuối cùng cũng có người tốt với mình nhưng tại sao không thể chỉ một mình thân thiết với một mình mình cơ chứ cậu vừa chuẩn bị gọi lâm chi niệm hỏi cô về việc ngồi cùng nhau liền nghe thấy tiếng la hét của cô hiệu trưởng vang lên những lời vừa mới định nói đã phải nuốt vào trong chỉ thấy cô hiệu trưởng không thèm kiềm chế thêm nói đừng nghĩ rằng tôi không biết những mưu mẹo nhỏ của các em đấy chỉ được ngồi nữ với nữ nam với nam thôi liền sau đó cô hiệu trưởng chuyển sang trạng thái hỏa nhã nụ cười đó là muốn cho tiêu mộng phàm ưu tiên chọn nếu muốn tiêu mộng phàm chọn chắc chắn phải chọn loại đó kiểu gà con yếu đuối bị bắt nạt mà không dám đứng lên dễ bảo sai vặt và còn có thể giúp cô ấy đấu tranh âm thầm với từ lạc dung nhìn cả lớp chỉ có hai người dường như dễ bị bắt nạt nhất cô biết thẩm an là anh trai họ của bạch hàm người thân của người trong lòng không thể chọc cũng không nên chọc, vậy thì chỉ còn lại cô thiếu nữ ngu ngơ mềm yếu này, một bộ mặt dễ bắt nạt không thể khống chế được, thế là tiêu mộng phàm bèn vui vẻ, chỉ vào lâm chi niệm bên cạnh, tuy nhiên lâm chi niệm thì hoàn toàn bàng hoàng, đứng im như tượng, mình thật sự phải chịu đựng việc phải sống chung với nữ phụ ác độc sao, xin chờ một chút, thưa cô giáo, cô ấy mới vừa bắt đầu từ chối, lại bị cô giáo chủ nhiệm ngắt lời mạnh mẽ, quyết định như vậy đi, các bạn học sinh khác hãy chọn nhanh chóng nhé, trời ơi! liệu rằng đây có phải là sự trừng phạt mà thế giới tiểu thuyết dành cho cô ấy không? Cô ấy vừa mới quyết định thay đổi thế giới tiểu thuyết này, ai nghĩ rằng nữ phụ ác độc lại rơi vào bên cạnh cô ấy, một cảm giác mệt mỏi vô cùng mong manh đột ngột tràn về. Trong khi cô ấy đang than trách cuộc đời bi kịch, bất ngờ lại cảm thấy có người chạm vào cánh tay từ bên cạnh. Cô ấy quay đầu hỏi bạn cùng bàn mới có chuyện gì? Tuy nhiên, Tiểu Mộng Phi lại cười mỉm một cái. Cô ta hỏi với thái độ tự nhiên, "Nói đi, tôi cho cậu cái gì? Cậu mới sẵn lòng trở thành nô lệ của tôi?" Chuyện gì thế này chứ? một cô gái nhà giàu với nhan sắc xuất chúng. Mỗi ngày cô ấy đều được bao quanh bởi những lời khen ngợi của bạn cùng lớp, nhưng cô ấy lại có sở thích bắt nạt cô bé hèn nhát và dễ bị tổn thương này đây. Đó là một cô gái học kém nhỏ nhẹ và đáng thương. Ác nữ không chỉ thích làm phiền người khác, mà còn ra lệnh để người kia trở thành nô lệ riêng của mình. Không biết rằng hành vi hạnh hiếu của cô ấy đã khiến một chàng trai đầy khao khát sở hữu chú ý tới. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết rằng Lâm Chi Niệm lại chính là người đã trở về từ thế giới khác của thân xác này. Trong thế giới thực của cô ấy, cô có một gia đình bất hạnh khi cô còn rất nhỏ cha cô cùng với mẹ cô đã ly hôn cô thường phải theo đuổi cha để đòi tiền nuôi dưỡng vì vấn đề học phí đã không biết bao nhiêu lần họ cầu xin nhưng mỗi lần đều bị cha từ chối một cách thô lỗ sau khi ly hôn cô bé không còn là con gái của tôi nữa nếu không có tiền thì đừng đi học giúp tiết kiệm phần nào học phí vì vậy cô ấy ghét nhất những người tự cho mình là quyền lực như cha cô những kẻ vô lại dùng quyền lực và tiền bạc để áp đặt lên người khác tuy nhiên sau khi xin sách cô ấy lại bị sắp xếp ngồi trung bàn với nhân vật phụ ác độc nhất trong sách này đây và không chỉ vậy nữ phụ ác độc này còn dùng lời nói trực tiếp trắng trợn để thương lượng tôi cho cậu cái gì thì cậu chấp nhận làm tôi nô lệ của riêng tôi lâm chi niệm nghe xong ngay lập tức trở nên ngơ ngác cái quái gì vậy chứ trước khi xuyên sách cô ấy là một cô gái học giỏi vui vẻ và sáng sủa mọi người đều thích cô ấy sau khi xuyên sách cô ấy phải đóng vai một sinh viên lười biếng và lạnh lùng không ai để ý đến cô ấy nói chung việc khiêu khích bạn cùng lớp như vậy nếu không phải là trải qua trực tiếp, cô ấy thậm chí còn chưa từng nghe đến, và từ đó, trí óc thông minh của cô ấy, ngay lập tức đưa ra một kết luận, nữ phụ ác vật này bị chứng công chúa. Tuy nhiên, tiêu mộng phàm đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời, liền ngửa mặt lên trời cho là mình đúng, chỉ cảm thấy cô gái này xấu là đủ rồi, cả não cũng không hoạt động được hay sao, thế là cô ta đành vứt ra những bài tập và sách bài tập vừa nhận được, quyển này chồng lên quyển khác, một tiếng đập chói tai vang lên bàn của Lâm Chi Niệm, nữ phụ ác độc ngẩng đầu tự cao tự đại, cậu không phải biết những thứ này là gì sao tương lai mọi thứ của tôi bao gồm cả ghi chú lớp học và những thứ khác cậu phải hoàn thành tốt hết cho tôi lần này trong lòng lâm chi niêm càng chắc chắn tiêu mộng phàm thì bệnh không nhẹ chút nào thật không ngờ lại để cô học sinh đại học này giúp làm bài tập phải biết rằng để duy trì hình ảnh của học sinh không giỏi bài tập được giao là phải viết chép của người khá tuy nhiên tiêu mộng phàm thì chẳng quan tâm đến những điều đó cô đã hứa với gia đình trước khi đến trường phải trở thành em bé ngoan tại trường bài tập chắc chắn phải hoàn thành lưu ý ghi chú phải ghi chép tốt, khi được hỏi trong lớp học cũng phải trả lời đúng. Những việc như vậy nhất định sẽ phải do nô tài của cô ấy hoàn thành. Nghe thấy âm thanh kiêu ngạo tự phụ của tiêu mộng phàm, đưa ra một mệnh lệnh mà không hề ngại mồm. Dù tính tỉnh tốt đến đâu, lâm chi niệm ngay lập tức, cũng tức giận đến bay màu. Cô kẹp chặt hai môi, lo lắng rằng mình có thể không kìm được lời chửi ngay tại chỗ. Nhưng tiêu mộng phàm lại nhìn nhẹ nhàng và khinh thường, vung tay đưa ra một phong bì màu trắng đựng đầy tiền mặt. Nhìn thấy cậu, có lẽ không giàu có gì nhỉ, sau này mỗi tháng tôi sẽ cho cậu tiền, thật may là cậu sẽ có thể tiết kiệm một ít tiền học phí. Sau khi nói xong, cô ta không kiên nhẫn đá một cái vào chân Lâm Chi Niệm, tuy nhiên, Lâm Chi Niệm luôn im lặng, cô đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt u ám sắp sửa nổi nóng một cách mãnh liệt, lại đột ngột nghe thấy Chu Vũ Hinh gọi cô ấy, đầu óc vốn đang rối loạn vì tức giận ngay lập tức trở nên tỉnh táo, không thể, mình không thể hành động bốc đồng, thay đổi cốt truyện một cách bừa bãi sẽ bị trừng phạt, và rồi cô ấy chỉ có thể chịu đựng trong lòng một cục hận, rời khỏi lớp học để bình tĩnh để lại để chu vũ huynh kết thân với tiêu mộng phàm thực ra thái độ nhiệt tình của giáo viên đối với học sinh mới rất khác thường chu vũ huynh cảm thấy có chút lạ ngoài ra khi nghe người mới họ tiêu cô ấy đã tiếp cận thăm dò để chào hỏi hóa ra tiêu mộng phàm thật sự là cháu gái của chủ tịch tập đoàn tiêu tiêu mộng phàm đã quen với những người như chu vũ huynh quen thuộc với những người thuộc tầng lớp cao lại cảm thấy hứng thú với cậu bạn không chú ý đến bất cứ thứ gì kia thăm dò biết rằng anh chàng tên thẩm an tính cách âm u không dễ tiếp cận nhưng thực ra rất tốt bụng bất ngờ ánh mắt của cô bắt gặp trong hàng ghế sau thẩm an trông như vừa thức dậy cô ấy ngay lập tức tỏ ra thân thiện với nụ cười giả tạo muốn tạo ấn tượng tốt với anh trai của người yêu nhưng khi quay lại và nhìn rõ khuôn mặt của thẩm an cô lại đột ngột đỏ mặt và cúi đầu tuy nhiên thẩm an tỏ ra không thiện trí là bao cô đang ngồi bên cạnh cô gái anh luôn muốn ngồi cùng nếu không phải vì cô ngay bây giờ anh ấy nên ngồi cạnh lâm chi niệm rồi nhân vật nam dịu dàng trong chuyện lại đột ngột thay đổi cảm xúc đe dọa không để nhân vật phản diện hại cô gái nhỏ kia khi lâm chi niệm rời đi thẩm an ngồi phía sau ngay lập tức gỡ bỏ bộ mặt dịu dàng bộc lộ sự khó chịu và cá tính ngỗ ngược giữa đôi mắt tinh xảo điều mà tôi ghét nhất trong đời chính là hay lợi dụng mối quan hệ gia đình lại còn đi bắt nạt những người khác vừa còn đắm chìm trong sự dịu dàng của tiểu thanh niên đã bị cáo buộc mạnh mẽ này đánh thức một cách đột ngột sau một lúc ngớ ngẩn cô hốt hoảng đáp trả mạnh mẽ ngay sau đó thẩm an đừng giả tạo ở đây thẩm ra không phải vì có mối quan hệ với bạch gia thì làm gì có quyền lên tiếng ở đây chứ Thực ra, cậu cũng lập dị giống y như mọi người nói, những lời ngạo mạn của cô tiểu thư gia giáo, có tâm lý vạn vẹo kia cứ thế thốt ra, cô ta đang hứng thú chờ đợi phản ứng đau khổ từ đối phương, tôi đúng là một kẻ lạ lùng mà ai cũng không thích. Nói đến đây, Thẩm An bất ngờ ngẩng đầu, quay mắt mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn có thể trò chuyện với ông của cậu, nói về thành tích của cậu ở trường, dù là bài tập hay di chú thì cũng hãy tự làm đi, đừng có bắt nạt bạn học khác. Ánh mắt lạnh lùng trong bức màn xương trên khuôn mặt điển trai đang ngày càng trở nên sâu thêm băng giá điều này khiến tiêu mộng phàm từng luôn kiên kỵ bất ngờ có một loại lo sợ bị đe dọa thay vì bị cảnh báo cô ấy vừa lo sợ vừa tránh né việc thẩm an sẽ tố cáo với gia đình chỉ có thể giữ trong lòng sự tức giận không có chỗ phát tiết ngậm cơn tức nhìn chàng trai ra khỏi lớp học tình cờ lại nhìn thấy bộ sách tập đã ném cho lâm chi niệm trước đó bất lực chỉ có thể thu lại tất cả vụ việc bị dập tắt trước cả khi bắt đầu nhưng người liên quan lại không hề biết điều này lâm chi niệm tự nhắc nhở trong lòng lặp đi lặp lại bây giờ cô ấy không còn là cô gái vui vẻ sáng sủa mà là một cô bé đáng thương tối tăm và lặng lẽ nhiệm vụ của cô bé đáng thương là sống sót trong thế giới bất công này và cuối cùng phải trở lại cuộc sống học đường trong sáng trước kia của cô sau khi rửa mặt và làm dịu cảm xúc lại bất ngờ nhận được một tin nhắn từ mẹ của cô ấy trong thế giới này nói hôm nay là sinh nhật của mẹ và muốn ăn tối cùng nhau vào tối nay lời mời bất ngờ khiến trái tim cô ấy đập thình thịch cô kích động đến vậy sau khi nhận được tin nhắn để biết từ sau khi xuyên sách cô chỉ gặp mẹ đã tái hôn một lần sau đó hai người liền chưa từng gặp lại thậm chí cả một cuộc điện thoại cũng không có nhưng cô vẫn lịch sự trả lời một từ vâng tiếp theo khi đang lau nước trên mặt bỗng dưng đầu cô va vào một bờ lưng chắc chắn lúc ngẩng đầu lên định tức giận thì thấy mình đang đối mặt với thẩm an từ từ quay lưng lại trong đôi mắt của chàng trai xinh đẹp lóe lên một chút lo lắng khó nhận ra thẩm an cậu sao lại ở cửa phòng vệ sinh nữ trên má của cô gái vẫn còn đọng nước chưa lau khô giống như một cô bé đang che đậy nước mắt vậy thẩm an nhìn xuống và nhẹ nhàng ho ho hai tiếng Trả lời lớp liếm rằng bản thân chỉ đi ngang qua mà thôi, nhưng phòng vệ sinh nữ rõ ràng ở phía khác của phòng vệ sinh nam, cậu đi qua như thế nào? Trước khi Lâm Chi niệm tiếp tục hoài nghi và lại thấy Thẩm An lại chạy trốn một cách vụng về, con trai thật kỳ lạ, ngay cả con gái trong lớp cũng kỳ lạ, cả những cô gái trong lớp đều không muốn, có bạn học cùng bàn là nữ chính xinh đẹp này đây, vì nữ phụ ác độc trong câu chuyện này, trở thành ngọn đuốc cho thế giới, vì vậy, cô ấy vẫn có thể tìm cách tiếp cận và ngăn chặn việc xảy ra, cô ta đã sẵn sàng trở thành chú thỏ dễ bị ăn hiếp nhưng quyển sách bài tập trên bàn bỗng biến mất vì vậy cô ấy rụt rè hỏi về quyển sách bài tập ai ngờ tiêu mộng phàm lại nói bằng giọng mỉa mai tôi không biết lúc này chú thỏ ngoan hiền thật sự ngơ luôn rồi chuyện gì vậy